Hello, xin chào mọi người nha. Hiện tại mình đang có mặt ở cổng chợ Tân Xã, à thiết Hạ Bằng, quên mất. Đeo cái khẩu trang vào. Lật chạy áo cho. Mình đang mua đồ ăn vặt. Có cả trứng á, cho cả trứng cút vào. Đang ơi, xách bắt xách bánh đi con. Tổng là bao tiền nhỉ? Một cái là 60, cái hai chút xích là 80 thôi.